Thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người chết, một người bị thương. Sự việc xảy ra tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Trường, 28 tuổi, ngụ tại huyện Phú Giềng, Bình Phước và Trịnh Công Quỳnh, 41 tuổi, ngụ tại thành phố Đồng Xoài, cùng có tình cảm với một cô gái. Nửa đêm, hai thanh niên hẹn gặp nhau để hỗn chiến. Sự việc xảy ra tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Trường, 28 tuổi, ngụ tại huyện Phú Riềng, Bình Phước và Trịnh Công Quỳnh, 41 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài cùng có tình cảm với một cô gái. Trong thời gian này, giữa Trường và Quỳnh xảy ra mâu thuẫn nên xảy ra cãi nhau. Cả hai hẹn nhau ra để nói chuyện. Khuya 26 tháng 11, hai người hẹn nhau ra khu dân cư thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng. Khi đi, Trường rủ thêm DLDP, 24 tuổi, còn Quỳnh thì rủ thêm khoảng 10 người khác đi trên hai xe ô tô đến địa điểm hẹn. Khi đến nơi, nhóm của Quỳnh từ ô tô lao xuống dùng mã tấu, dao đuổi chém Trường và anh P. Bị yếu thế, Trường và P bỏ chạy nhưng bị nhóm của Quỳnh đuổi kịp và chém cả hai anh bị thương nặng. Sau khi thấy cả hai gục ngã, nhóm của Quỳnh bỏ chạy. Người dân đưa hai thanh niên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh P đã tử vong. Cơ quan điều tra đang truy tìm các thanh niên có liên quan đến vụ việc này để làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.